Xin chào cả nhà. Mình tên là Thanh Vân, hiện tại mình là đại lý của tập đoàn Sunwell hãng mỹ phẩm Atanin Việt Nam. Mỹ phẩm bên mình chuyên điều trị mụn, nám, tàn nhang, da không đều màu và làm trắng da. Bên mình đang có nhu cầu tuyển đại lý trên toàn quốc. Nếu bạn biết ai có nhu cầu về làm đẹp hoặc muốn kiếm thêm thu nhập từ việc bán hàng online thì làm ơn hãy giới thiệu cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0947857947. Mình tên là Thanh Vân. Con chào các cô chú, con tên là Mạnh Quân, năm nay con học lớp 6. Con thấy mẹ con dùng nhiều loại mỹ phẩm nhưng da mặt mẹ con vẫn đen và nám. Nhưng từ khi mẹ con dùng sản phẩm Atanin, con thấy da mặt mẹ con trắng sáng và đỡ nám. Trước đây thì da của mình đen, sạm, nám rất là nhiều. Từ lúc mình mang bầu thì da mình đã xuất hiện nám. Và bé nhà mình thì con nhà mình năm nay đã được 11 tuổi rồi mà mình vẫn chưa hết nám. Nám thì càng ngày càng đậm hơn rất nhiều. Thật sự mình rất là mặc cảm, rất là tự ti luôn. Và mình luôn có một mong muốn là sẽ tìm được một sản phẩm an toàn và hiệu quả để giúp mình cải thiện được làn da, giúp mình trị nám và bớt nám. Vì vậy mà mình mua rất nhiều loại mỹ phẩm về mình sử dụng rồi. Các anh chị em mà ai thấy da mặt mình là đều nói là sao da mặt mình đen vậy, sao da mặt mình xấu vậy, sao da mặt mình nám nhiều vậy. Và cũng chỉ cho mình nhiều loại mỹ phẩm là mua cái mỹ phẩm này về sử dụng là hết nám, mua loại mỹ phẩm kia sử dụng là hết nám. Và mình cũng đã rất cố gắng để mua được những cái loại mỹ phẩm đó về dùng. Nhưng mà khi mình mua về mình sử dụng á, thì ví dụ như hộp đầu tiên thì mình dùng được một nửa thì thấy là da của mình cũng có cải thiện, trắng hơn lên một chút. Nhưng mà khi mình dùng gần chưa hết hộp đâu thì lại thấy là kiểu như là nó chai kem, nó lì kem và thấy là nó không có cái tác dụng gì nữa hết. Và mình cũng đã mua rất nhiều loại mỹ phẩm ở trên mạng rồi. Mình thấy quảng cáo thì rất là hay. Quảng cáo là mua mỹ phẩm này về sử dụng là an toàn, hiệu quả và cam kết bảo đảm là sử dụng thì sẽ hết nám. Nhưng khi mình mua về mình dùng á cả nhà, thì mặt mình có cảm giác là da mình lại xấu hơn lên và nám thì đậm nhiều hơn lên. Và cái lúc mà mình sử dụng á thì cũng có những cái vấn đề về da. Ví dụ như là mình sử dụng được 1-2 ngày thì da mình cái kiểu như là nó sử dụng, ví dụ như là nó ngứa hay là nó mặn hay là nó đỏ gì đó thì lại mình lại không biết, hỏi ai cũng không biết, tìm đến chỗ nào để mà hỏi, để mà thắc mắc, để mà ý kiến là vì sao mà sản phẩm này dùng không tốt, sản phẩm này dùng không được. Thì giống như kiểu là mình mua mỹ phẩm về mình dùng là mình chỉ biết là dùng thôi đó, mình biết bôi lên mặt thôi đó. Còn về cái vấn đề mà bảo đảm hay là có sử dụng được không, có sử dụng an toàn hiệu quả không là không cần biết. Vì vậy mà mình cảm nhận giống như là mình mua rất nhiều loại mỹ phẩm trên mạng rồi mà mình kiểu như là bị lừa luôn á cả nhà, vừa mất tiền vừa không có hiệu quả. Thật sự mình rất là buồn luôn á cả nhà. Và với cái mong muốn là được da hết nám nên mình tìm rất là nhiều loại cái biện pháp để sử dụng để điều trị nám. Và mình cũng đã nghe các chị em nói là đi bảng laser về thì sẽ đỡ nám, thì mình cũng có cố gắng, mình cũng đã đi bảng laser rồi đó cả nhà. Khi mình đi bảng về thì da của mình bị bong tróc lên và đỏ lên. Và lúc đó thì mình lại không có một cái sản phẩm để nuôi da từ gốc, để dưỡng lại da. Nên da của mình khi mà đi ra ngoài mà tiếp xúc với ánh nắng á, mặc dù là mình cũng đã che chắn rất là kỹ và mình cũng đã khi đi ra ngoài nắng mình cũng đã bôi chống nắng rất là nhiều rồi, nhưng mà da mình vẫn bị gọi là tăng sắc tố và nám thì đậm lên rất là nhiều. Thật sự thì mình rất lắc mắc lòng tin về tất cả các sản phẩm mà mình đã sử dụng và cả cái việc nói chung là mình mệt mỏi và mình nghĩ là thôi da mặt mình có xấu thì để vậy đi chứ mình cũng không có tìm cái biện pháp gì để điều trị nám hay gì nữa hết á. Con muốn đi lấy thì con đi đấy, đi đấy. Con đi ra kia thì nha. Đi đi. Và thật may mắn luôn á cả nhà. Khi mình biết được và sử dụng sản phẩm Atanin qua một người bạn của mình. Bạn của mình trước đây thì da của bạn ấy cũng bị đen, sạm, nám và bạn ấy còn có cả một vết sẹo ở trên mặt nữa. Về vết sẹo là do bị bạn ấy đi xe bị té xe cả nhà. Nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Atanin thì da của bạn ấy trắng sáng mịn hơn lên rất nhiều và vết thâm, vết nám thì mờ đi rất rõ. Và thật sự thì bạn ấy là đã khuyên mình là nên sử dụng sản phẩm Atanin. Thì thật sự mình cũng không tin đâu, mình cứ nghĩ là sản phẩm Atanin thì cũng
giống như tất cả các sản phẩm khác mà mình đã sử dụng rồi thì cũng không có hiệu quả gì. Nhưng mà mình do mình hay gặp bạn ấy nên mình thấy da bạn mặt ấy ngày này mình gặp, ngày mai mình gặp thì mình thấy là càng ngày càng đẹp hơn lên, và mình tin bạn và mình sử dụng thì thật gọi là cũng may mắn luôn á, may mắn cho mình đã biết đến và trải nghiệm sản phẩm Atenin. Thì Atenin đã giúp mình làn da của mình trắng sáng mịn hơn lên rất nhiều, và nám hai bên má của mình thì mờ đi rất là rõ. Và mình tin chắc rằng khi mình kiên trì sử dụng sản phẩm thì da của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và nám sẽ mờ đi và hết nám luôn á cả nhà. Vì vậy mà từ một người luôn mặc cảm, luôn tự ti, không bao giờ mà chụp hình hay đăng hình hay là like trực tiếp trên Face, thì bây giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều. Mình đã dám nói chuyện trước nhiều người và mình tự tin, kiểu như là tự tin hơn khi giao tiếp luôn á cả nhà. Thì cũng cảm ơn rất nhiều đến bạn của mình, cảm ơn đến sản phẩm Atenin đã giúp mình đẹp hơn lên mỗi ngày và tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy mà từ một người mình chưa bao giờ nghĩ mình là một người bán hàng mỹ phẩm, thật sự là chưa bao giờ nghĩ luôn á cả nhà, mà khi mà mình biết và sử dụng sản phẩm Atenin thì mình muốn chia sẻ đến tất cả các chị em mình, ai đang bị tình trạng da mụn, nám, tàn nhang nhiều như mình mà đang đi tìm các biện pháp để điều trị nám, thì hãy tìm hiểu và sử dụng đến sản phẩm Atenin. Mình tin chắc rằng khi các chị em mình sử dụng thì các chị em mình sẽ thấy rất rất là hài lòng. Và đặc biệt chỉ có một sản phẩm Atenin thì mới có thôi nha cả nhà. Bảo đảm, cam kết, bảo đảm kết quả bằng văn bản cho các chị em mình trong 90 ngày sử dụng. Chỉ cần các chị em mình sử dụng đúng, đủ và đều thì bên Atenin, bên công ty hỗ trợ mình rất là hết mình luôn á cả nhà. Khi mình sử dụng mà có những cái vấn đề gì về da, hoặc là những kiểu như trong quá trình sử dụng của mình thì luôn có người đồng hành. Ví dụ như mình chỉ gặp một vấn đề gì là da mình, ví dụ như sử dụng nó có đỏ lên không, rồi nó có đẩy mụn, đẩy nám lên không, thì mình luôn tin tưởng là sẽ có một người lúc nào mình hỏi thì cũng hỗ trợ giúp đỡ mình hết mình. Thật sự là rất tin tưởng và rất là yên tâm khi sử dụng đến sản phẩm. Mình thì chỉ có chia sẻ bằng những cái trải nghiệm thật của mình, vì mình cũng là một người đã từng bị nám, cũng từng là rất vất vả, từng là rất là kiểu như là rất là mệt mỏi, và cũng từng mất rất nhiều thời gian và công sức để đi điều trị nám. Nên mình muốn chia sẻ rộng hơn cho tất cả các chị em mình, đừng có gặp những cái trường hợp như mình là hy vọng mong muốn trị nám quá mà dùng rất nhiều, mua nhiều loại mỹ phẩm về dùng, ai chỉ bày cái gì cũng mua rồi sử dụng không có hiệu quả mà lại mất tiền. Thì hãy tìm hiểu và sử dụng đến cái sản phẩm này. Sản phẩm Atenin thật sự là rất an toàn và hiệu quả, và thật sự đối với mình thì Atenin thật sự rất là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà, và mình mong muốn là cả nhà khi mà xem được video của mình thì hãy chia sẻ rộng hơn cho tất cả các chị em được biết, để các chị em mình được đẹp hơn lên, được tự tin hơn lên rất nhiều. Mình nghĩ rằng khi da của mình đẹp hơn lên, mình tự tin hơn thì mình sẽ có nhiều niềm vui hơn, nhiều hạnh phúc hơn. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật là hạnh phúc. Xin chào cả nhà.